Tân binh của phân khúc crossover cỡ C là mẫu xe Ford Territory, vừa được ra mắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2022 vừa qua đã khiến nhiều đối thủ phải giật mình bởi mức giá bán cạnh tranh. Cụ thể, Ford Territory có giá khởi điểm từ 822 triệu và cao nhất là 935 triệu, nhưng lại có những trang bị tiện nghi, an toàn khiến người dùng phải choáng ngợp. Ngay sau khi ra mắt Territory, Ford Việt Nam đã nhanh chóng đưa giới truyền thông trong nước đến với Đà Lạt để trải nghiệm một cách chân thực nhất khả năng vận hành của mẫu xe này. Đây là một địa danh nổi tiếng với khung cảnh đẹp, địa hình đa dạng với đường bằng, đường cao tốc và cả đường đèo núi nối tiếp nhau khiến người lái có thể dễ dàng cảm nhận được nhiều cảm xúc khi cầm lái Ford Territory, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất Titanium X với nhiều công nghệ hiện đại. Ford Territory trên đường bằng, sự êm ái là một điểm cộng lớn. Cung cấp sức mạnh cho Ford Territory là khối động cơ tăng áp EcoBoost dung tích 1.5 lít, có khả năng sản sinh công suất tối đa 158 mã lực và mô men xoắn cực đại 248 Nm trong giải vòng tua 1.500 đến 3.500 vòng trên phút. Đi kèm với đó là hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp số. Với những thông số này, Ford Territory Titanium X thể hiện sự êm ái khi vận hành trên đường bằng phẳng như đường đô thị hoặc đường cao tốc. Nhờ vào hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp mà Ford Territory mang đến trải nghiệm lái mượt mà ở mọi giải tốc độ, từ chậm đến nhanh nếu người lái ổn định chân ga. Ngoài việc đem lại cảm giác mượt mà khi tăng tốc, hộp số ly hợp kép ướt còn hoạt động hiệu quả hơn với điều kiện thời tiết, điều kiện giao thông của Việt Nam mà không lo gặp hiện tượng bị nóng như loại hộp số ly hợp khô ở một số mẫu xe khác. Ở trên đường cao tốc, chế độ lái sport, thể thao của Ford Territory mang đến trải nghiệm tăng tốc tốt hơn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, người cầm lái vẫn có thể cảm nhận rõ rệt độ trễ tăng áp trong những pha đạp thốc ga tăng tốc. Ngoài ra, vô lăng của Ford Territory cũng khá trung tính, không quá nhẹ và cũng không quá nặng, mà vừa đủ để người lái xe có thể làm quen một cách dễ dàng và phù hợp cho cả việc chạy trong phố ở tốc độ chậm hoặc chạy cao tốc ở tốc độ cao. Một điểm đáng khen khác trên Ford Territory chính là ở khả năng cách âm. Ngay cả trên phiên bản Titanium X với vành hợp kim 19 inch, nhưng độ ồn lốp vọng vào trong xe cũng rất ít và không tạo cảm giác khó chịu cho người ngồi trong xe. Ford Territory được trang bị hệ thống treo MacPherson ở phía trước và hệ thống treo liên kết đa điểm ở phía sau tương tự những mẫu xe crossover cỡ C khác, nhưng lại khá hài hòa về độ cứng, độ mềm. Do đó, xe vừa đủ để êm ái khi đi đường trường và vừa đủ cứng vững khi đi đường đồi núi. Nhìn chung, Ford Territory là một mẫu xe crossover có cảm giác lái không phải kiểu thiên hướng thể thao, tốc độ mà hướng tới một chiếc xe êm ái, đa dụng và lái nhàn dành cho những khách hàng thực dụng. Ford Territory trên đường đèo, mạnh mẽ với Mountain Mode. Như đã nói ở trên, Ford Territory sở hữu động cơ tăng áp EcoBoost 1.5 lít cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và có một chút hiện tượng trễ chân ga khi cần tăng tốc nhanh. Điều này khiến một số người e ngại rằng Ford Territory sẽ gặp khó khăn khi đi đường đèo dốc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải vậy bởi Ford Territory có mô men xoắn cực đại lên tới 248 Nm và có thể đạt ở giải vòng tua sớm từ 1.500 đến 3.500 vòng trên phút. Chính vì thế, Ford Territory cho sức kéo tốt ngay ở những nước ga đầu tiên. Thêm vào đó, chế độ lái Mountain Mode còn cho phép chiếc xe hoạt động một cách thông minh khi chủ động điều chỉnh kim phun, chân phanh và hộp số để hỗ trợ người lái giảm tốc độ xe khi xuống dốc hoặc tối đa sức kéo khi lên dốc. Nhờ đó, việc lái xe qua các đoạn đường đèo dốc trở nên đơn giản hơn, người lái hoàn toàn có thể tập trung vào việc cầm lái điều khiển chiếc xe, mà không phải lo đến việc thường xuyên sang số để đảm bảo sức kéo, cũng như lực hãm động cơ. Ngoài ra, cũng phải nhắc đến sự linh hoạt của hệ thống kiểm soát hành trình trên Ford Territory. Hệ thống này có thể chủ động kiểm soát tốc độ được cài đặt ngay cả khi xuống dốc. Cụ thể, nếu cài đặt kiểm soát hành trình ở tốc độ 40 km/h thì khi xe xuống dốc, đổ đèo, xe sẽ tự động can thiệp để duy trì tốc độ này, cho phép người lái có thể tập trung vào việc điều khiển xe đi đúng hướng mà mình muốn. Trang bị an toàn của Ford Territory, dẫn đầu phân khúc. Ford Territory và đặc biệt là phiên bản Titanium X có trang bị an toàn chủ động hàng đầu phân khúc nhờ gói công nghệ Copilot 360. Xe với đầy đủ các công nghệ như kiểm soát hành trình chủ động ACC, hỗ trợ giữ làn đường, phanh chủ động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ sắc nét. Không chỉ dừng ở đó, Ford Territory phiên bản Titanium X còn nổi bật hơn hẳn các đối thủ khác cùng phân khúc nhờ vào công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động auto parking. Với công nghệ này, người lái xe hoàn toàn có thể để chiếc xe tự động lùi vào điểm đỗ xe mà không cần phải can thiệp vào vô lăng, chân ga hay cần số. Ford Territory Titanium X sẽ dựa vào cảm biến quanh xe, camera 360 độ để xác định điểm đỗ xe phù hợp. Sau đó, ECU sẽ điều khiển vô lăng,
chân ga và cần số để có thể đỗ xe đúng điểm được chọn một cách gọn gàng nhất. Có thể nói, công nghệ an toàn chủ động Copilot 360 trên Ford Territory Titanium X hoạt động mượt mà và đem lại sự yên tâm cho người cầm lái. Territory là một mẫu crossover cỡ C có giá bán rất hợp lý khi chỉ cần bỏ ra số tiền từ 822 triệu đồng. Người dùng đã có thể sở hữu hàng loạt những công nghệ như động cơ tăng áp EcoBoost 1.5 lít, hộp số ly hợp kéo ướt 7 cấp, hệ thống khung gầm vững chãi của Ford. Nếu người mua có đủ khả năng tài chính, Ford Territory Titanium X cũng là một lựa chọn sáng trong phân khúc vì sở hữu các công nghệ an toàn chủ động nổi bật hơn hẳn các đối thủ cùng phân khúc mà giá bán vẫn hợp lý hơn.